À, xin chào các bạn trở lại kênh của gia đình Tính Màu TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì hôm nay mình bồi dưỡng cho bé Nâu, là một bé của anh Hộ ở Bà Rịa Vũng Tàu gửi vô. Thì bé rất là nhút nhát nên chưa có hòa đồng với cái môi trường cái gia đình mình. Đàn cún ở đây nó háo ăn gì lắm nên thả bao nhiêu là tụi nó ăn hết. Thì bé Nâu gặp trở ngại là do không có nhanh lẹ. Thì bây giờ mình sẽ lùa đàn chó ra ngoài hết, không có để bằng chó ở trong đây. Thì bé Nâu sẽ được ăn uống nhiều. Thì hôm nay mình sẽ bồi dưỡng xúc xích cho bé Nâu. Rồi, đừng rần. Rồi vô bộ mình vụ vô nhà cả nhà. Đó thì hôm nay mình cho bé Nâu. Thì bé Bóp ở đây thì làm gì mà rần rần ở đây à? Chỗ rần rần ngon đó, ngon đó, không lãng đâu. Cho bé Nâu ăn thêm, có thêm chút đỉnh cả nhà. Nó ốm quá, ốm quá mà ăn đâu có kịp với mấy đứa kia. Mình thấy đứa nào ốm là mình rất là buồn trong lòng. Còn mấy đứa nhỏ nó ăn lẹ lắm, nó ăn lẹ mà nó ăn dính hổm luôn, nó ăn dành lắm. Còn cái tiếng nãy giờ rần rần với qua cả nhà, con Mỹ Kim á, Mỹ Kim chuồng cái bên nghe mùi. Mỹ Kim mà ra là không có thua ai đâu cả nhà. Ăn đây coi. Rồi ăn đây. Cho một bóp miếng. Được con, bóp ăn đây, bóp bóp bóp. Ốm nhộm nhất luôn chứ không phải ốm thường như cái nhà. Nó ốm mà nó, người nó rất là thấy cảm giác nó yếu. Tại cơ thể nó lớn á, lớn mà ốm là không tốt.
rần rần. Tiếp tục con. Rồi, ăn lên. Còn bóp miếng nữa. Đó. Nhăn nhai. Cháu ơi. Ừ. Ừ. Bé nâu quá hiền cả nhà ơi. Hiền quá thua. Ốm nhách luôn à. Tướng bự sự này mà người con nấm mà thua rồi. Thân hình vậy là quá ốm cả nhà. Đó. Rụ cái mấy này ra mới được. Còn mấy kia mà rần rần nãy giờ nè. Ừ. Còn bốn đứa kia nãy giờ rần rần nhau à. Thôi xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì chuẩn bị ăn cơm chiều rồi. Nhưng mà mới 3 giờ chiều mà chưa 4 giờ thì nên mình cho thằng cho bé nâu ăn trước, bổ sung miếng cái đạm để cho bé nâu có sức khỏe chứ nó quá là nhút nhát đi so với thằng bóp nè. Bóp đi đây đi chơi trung tâm nè, bóp cưng nè, nó còn bé nâu thì không dám đi đâu hết đó. Đó, thôi xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha. Thôi, xin chào. Thì cả nhà xem nhớ chia sẻ video và bấm mình một like để kênh mình phát triển, với ai mà có khả năng thì giúp đỡ cho đàn chó của mình có cơm nào cơm nó mặt, với có điều kiện để chăm sóc sức khỏe cho mấy bé này. Nói chung là nó cũng rề rề cả nhà, nó cũng đủ thứ, đứa này hết đứa kia thôi chứ không phải là mạnh hoài đâu, tùm lum hết á. Thôi xin chào.